Xin chào các con, hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau qua bài Đạo Đức Năm nha các con. Bây giờ các con đã chuẩn bị sách giáo khoa bài 12 nha các con. À, ở học kỳ 1 các con có học bài Trái Đất Này Là Của Chúng Mình đó. Đó là bài Cánh Chim Hòa Bình, bây giờ chúng ta sẽ hát bài đó nha. Cô bắt nhịp trước, 2, 3. Trái đất này là của chúng mình. Tiếp nha con. Như vậy, chúng ta vừa hát bài Cánh Chim Hòa Bình. Hôm nay chúng ta cũng sẽ tìm hiểu bài Đạo Đức Em Yêu Hòa Bình. Các bạn nhắc lại cho cô đi. Và mở sách giáo khoa ra trang 37 nha. Ta sẽ bắt đầu hoạt động 1, đó là quan sát hình ảnh. Trên màn hình, cô có hình ảnh bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội bị máy bay Mỹ ném bom ngày 26 tháng 12 năm 1972. Thì các con xem cảnh vật nè, rồi con người, nhà cửa đổ nát. Hai các con ha. Đây các con quan sát hình ảnh nè, hậu quả của chiến tranh, trẻ em thì chết chóc, hoảng sợ bỏ chạy và thậm chí là trẻ em phải cầm súng để chiến đấu nữa, rất là thương tâm. Đây những hình ảnh xác chết là người dân vô tội đó các con, bị bắn chết hoặc bị thả bom. Các con vừa quan sát những bức tranh trong chiến tranh á, thì các con thấy những gì có trong tranh ảnh đó. Các con 30 giây suy nghĩ, tắt video đi rồi trả lời cho cô nhé. Chúc mừng các con có câu trả lời. Thì trong những tranh ảnh đó, cuộc sống của người dân ở vùng chiến tranh rất là khổ cực, nhiều trẻ em không được đi học, phải cầm súng chiến đấu, sống thiếu thốn, mất đi người thân. Các con hãy đọc lại nhé. Chúng ta vừa mới quan sát những bức ảnh nói về cái sự hậu quả của chiến tranh. Thì như vậy, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin của sách giáo khoa trang 37. Các con hãy đọc nha. Một. Thông tin thứ hai. Tiếp theo thông tin thứ ba và hình ảnh ở trên 38 luôn đó các con. Và hình ảnh là Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cùng nhân dân Hà Nội thả chim hòa bình trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các con vừa tìm hiểu thông tin, bây giờ cô sẽ cho các con 3 phút để trả lời các câu hỏi sau. Câu số 1, em có nhận xét gì về cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em ở các vùng có chiến tranh? Câu số 2, chiến tranh gây ra những hậu quả gì? Câu số 3, để thế giới không còn chiến tranh, để mọi người đều được sống trong hòa bình, chúng ta cần phải làm gì? Giờ các con hãy tắt video và các con dựa vào cái thông tin trang 37 và 38 để các con trả lời 3 câu hỏi này ra ngoài giấy nháp cho cô nhé. Xin mời các con. Chúc mừng các bạn đã có câu trả lời. Cô sẽ bắt đầu với câu số 1. Em có nhận xét gì về cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em ở các vùng có chiến tranh? Thì câu trả lời của cô là người dân sống rất cực khổ, đặc biệt là tổn thất mà trẻ em phải gánh chịu như mồ côi cha mẹ, bị thương tích tàn phế, sống bơ vơ mất mát, nhiều trẻ em phải đi lính, cầm súng giết người. Thì các con coi cái tranh mà lúc nãy rất là nhiều người chết,
Thì như vậy nếu bố mẹ mà mất đi trong chiến tranh thì có phải là con cái bị mồ côi không? Không có người nương tựa và không người lo lắng cho các con. Thì từ chuyện đó, từ việc đó là các con cũng không được đi học. Rồi nhiều em là bị dụ dỗ là phải đi lính. Chúc mừng các bạn có câu trả lời đúng nhé. Chúng ta qua câu số 2, hậu quả của chiến tranh rất là nặng. Đó, thứ nhất là cảnh đổ nát, nhà tan cửa nát, rồi dẫn đến những sự đau thương, mất mát rất là nhiều, như mất cha, mất mẹ, mất người thân, chết chóc. Kế đến là bệnh tật. Từ cái không có người nuôi nấng thì các con sẽ không được đi học, như là sẽ thất học và dẫn đến là nghèo đói. Vậy các con hãy đọc lại cái hậu quả của chiến tranh nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái dư chứng của chất độc da cam nè. Thì ông bà hoặc là cha mẹ mà bị nhiễm chất độc màu da cam thì sinh ra những đứa con tật nguyền như vậy và suốt đời chỉ nằm một chỗ, nó thiếu tất cả các bộ phận không thành người. Đó, những em này là bị không có tay nè thì phải dùng chân để viết. Đó, em này cũng vậy, phải dùng chân chứ không có tay, bị cụt hết hai tay. Đó, đây là những cô chú là đã lớn rồi nhưng mà sinh ra là không có cái phần thân dưới, chỉ có phần thân trên. Nó cho tới già luôn chúng ta phải chịu cái sự đau đớn mất mát như vậy. Các con thấy nó rất là nặng nề. Thì trước những mất mát, đau thương do chiến tranh mang đến, thì chúng ta có muốn có chiến tranh không? À, chắc chắn là không ai muốn hết. Như vậy để thế giới không còn chiến tranh, để mọi người đều được sống trong hòa bình, thì theo em chúng ta cần phải làm gì? Đó là câu số 3. Câu trả lời của cô là chúng ta cùng phải sát cánh cùng nhân dân tiến bộ trên thế giới trong việc bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh. Chúng ta phải lên án, phê phán cuộc chiến tranh phi nghĩa. Cô mời các con nhắc lại đi nhé. Kết luận lại là chiến tranh chỉ gây ra đổ nát, đau thương, chết chóc, bệnh tật, đói nghèo, thất học. Vì vậy, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh nhé các con. Các con hãy đọc lại phần kết luận. Bây giờ chúng ta sẽ qua hoạt động 2. Đó là hoạt động bài tập 1, bày tỏ thái độ là các em tán thành hay không tán thành với những sự việc sau đây nha. A. Chiến tranh không mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con người. B. Chỉ trẻ em các nước giàu mới có quyền được sống trong hòa bình. C. Chỉ nhà nước và quân đội mới có trách nhiệm bảo vệ hòa bình. D. Những người tiến bộ trên thế giới đều đấu tranh cho hòa bình. Thì những ý nào con tán thành thì con hãy gạch dưới hoặc con khoanh tròn vào chữ cái trước cái dòng chữ đó. Mời các con tắt video, làm vào sách giáo khoa trang 39 nha các con. Chúc mừng các con có câu trả lời. Câu trả lời của cô như sau. Cô tán thành với câu A là chiến tranh không mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con người. Và câu D, những người tiến bộ trên thế giới đều đấu tranh cho hòa bình. Các con hãy nhắc lại. Cô sẽ giới thiệu cho các con biết về Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em nha. Đó là điều 38. Trẻ em dưới 15 tuổi không phải trực tiếp tham gia chiến sự. Các quốc gia thành viên tránh tuyển mộ bất cứ người nào dưới 15 tuổi vào hàng ngũ lực lượng vũ trang, phải bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng của xung đột vũ trang. Các con hãy đọc lại cái điều 38 về quyền trẻ em. Chúng ta sẽ tiếp tục với hoạt động 3 là bài tập 2, thì thời gian làm việc sẽ là 2 phút. Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý em chọn. Những hành động việc làm nào dưới đây thể hiện lòng yêu hòa bình
A. Thích chơi và cổ vũ cho các trò chơi bạo lực. B. Biết thương lượng đối thoại để giải quyết mâu thuẫn. C. Đoàn kết hữu nghị với các dân tộc khác. D. Thích dùng bạo lực với người khác. Đó, thì bây giờ con sẽ có một phút để làm việc. Những cái hành động và việc làm nào thể hiện lòng yêu hòa bình thì các con hãy khoanh tròn trước cái chữ A, B, C, D nhé. Các con tắt video đi làm bài, làm vào sách giáo khoa. Chúc mừng các con có câu trả lời. Câu trả lời của cô, những hành động, việc làm thể hiện lòng yêu hòa bình, đó là câu B, biết thương lượng đối thoại để giải quyết mâu thuẫn. Đó là những cái gần gũi nhỏ nhất mà chúng ta thường thấy, cũng thể hiện cái lòng yêu hòa bình. C, đoàn kết hữu nghị với các dân tộc khác. Các con hãy đọc lại hai ý này. Xin mời các con. Chúng ta qua bài tập, qua hoạt động 4, đó là bài tập 3, sách giáo khoa trang 39. Em biết những hoạt động vì hòa bình nào trong các hoạt động dưới đây? A. Đi bộ vì hòa bình. B. Vẽ tranh về chủ đề em yêu hòa bình. C. Diễn đàn trẻ em vì một thế giới không còn chiến tranh. D. Meeting lấy chữ ký phản đối chiến tranh xâm lược. D. Viết thư gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân các vùng có chiến tranh. E. Giao lưu với thế giới với thiếu nhi quốc tế. G. Viết thư kết bạn với thiếu nhi các địa phương khác và các nước khác. Thì cô có yêu cầu thêm nữa là em đã tham gia những hoạt động nào trong các hoạt động trên. Bây giờ các con tắt video, các con có 2 phút để các con làm vào sách giáo khoa nhé. Chúc mừng các con đã có câu trả lời. Bây giờ cô mời bạn nào có thể nêu cho cô nè. Coi những cái hoạt động. Em biết những hoạt động vì hòa bình trong các hoạt động nào dưới đây? Và con phải nêu cho cô luôn con đã tham gia những hoạt động nào trong các hoạt động trên. Cô mời con. Cô mời con. Cô mời con. À đúng rồi. Cô thấy các con nêu rất là hợp lý. Thì như vậy những hoạt động nào ta đã làm thì ta cứ phát triển. Còn những hoạt động nào ta chưa làm thì chúng ta cố gắng làm thêm để chúng ta thể hiện cái việc bản thân của mình yêu hòa bình nhé các con. Cô sẽ cho các con xem những cái tranh hoạt động vì hòa bình của mọi người nè. Đó, các bạn thi vẽ những cái hình ảnh thể hiện sự hòa bình. Đó, những cánh chim hòa bình nè. Rồi mọi người rất là hoan hoan để giơ cờ tổ quốc của mình. Đây mọi người biểu tình để phản đối lại cuộc chiến tranh ở Iraq. Đó. Mọi người thả chim hòa bình thể hiện sự yêu hòa bình. Từ hoạt động trên, chúng ta rút ra được ghi nhớ. Trẻ em có quyền được sống trong hòa bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng của mình. Nhé các con. Các con về học ghi nhớ trang 38 nhé. Giờ các con đọc lại ghi nhớ đi. Bài học chúng ta đến đây là hết. Cô có phần dặn dò là sưu tầm tranh ảnh, bài thơ, bài hát, bài báo về cuộc sống của trẻ em và nhân dân những vùng có chiến tranh, về các hoạt động bảo vệ hòa bình chống chiến tranh của trẻ em Việt Nam và thế giới. Các con phải chuẩn bị nha, để bài học hôm sau chúng ta học sẽ nó hay, nó tốt hơn. Chúc các con luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Chào tạm biệt các con.